Minh Điển Tử Vi hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Điển Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi chủ nhật ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Mậu Thìn tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quỹ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành Niên Mệnh, Đại Lâm Mộc, ngày Mậu Thìn tức Can Chi tương đồng thuộc Thổ, và ngày hôm nay là về ngũ hành Niên Mệnh, Đại Lâm Mộc, ngày Mậu Thìn tức Can Chi tương đồng thuộc Thổ. Về nạp âm, Đại Lâm Mộc kỵ tuổi Nhâm Tuất, Bính Tuất, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy Cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Yếu Yin, hay còn gọi là sao Thiên Quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Tứ Thời, cố quá, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt á, ngày 9 tháng 7 năm 2023, tức là ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Nam, tài thần hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, được tam hợp xuất hiện trong ngày hôm nay, khuyên người độc thân hãy mạnh mẽ tiến tới trong mối quan hệ hiện tại, vì đối phương có thể đã bật đèn xanh rồi đấy. Những cặp đôi càng ngày càng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, cả hai đã bắt đầu biết chấp nhận những điểm yếu của nhau. Chính tài ghé thăm mang tới may mắn về tiền bạc cho con giáp tuổi Tý, hoặc bạn nhận được một món quà đắt tiền từ ai đó. Vận may trong kinh doanh và sự nghiệp tương đối tốt, ngoại trừ việc bạn cảm thấy mệt mỏi. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn nên cải thiện lối sống của mình, trở nên lành mạnh hơn. Bạn nên tận dụng tối đa nguồn năng lượng này để thay đổi thực đơn dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, phải chấp nhận đôi khi có sai sót xảy ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đừng quá trông đợi vào người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc đã được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, người ấy trân trọng tình cảm của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy suy nghĩ tích cực trong mọi vấn đề. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 20, số 79, số 85. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,
gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày mới gặp cục diện, Sửu Thìn tương phá cho thấy con giáp tuổi Sửu đang bị ảnh hưởng vì khối lượng công việc sẽ gây sức ép lớn. Hoàn thành công việc đúng thời hạn trở thành điều cực kỳ khó khăn trong thời gian này và bạn không còn khả năng cân bằng cuộc sống. Kiếp tài nhắc nhở tuổi Sửu hãy chín chắn hơn trong cách hành xử. Đừng chỉ vì không hài lòng việc gì đó mà nổi giận hay đổ thừa trách nhiệm lên người khác. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh hãy cẩn thận với chế độ ăn, điều này đặc biệt quan trọng. Cố gắng dành thời gian vận động và rèn luyện thể lực, quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe vì đó là chìa khóa thành công của bạn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn đang tự phá bỏ cơ hội của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, chớ nên đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, học cách cân bằng lại cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tránh xa các trò đỏ đen ngay nhé. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vận may của bạn chưa tới đâu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 05, số 57. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp phương Đông chỉ ra rằng tam hội nhắc nhở con giáp tuổi Dần đừng tìm cách làm việc một mình. Bạn nên để mọi người chung vai sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Có một số ý tưởng hay có thể dễ dàng đưa vào thực hiện. Hãy bàn luận cùng nhóm của bạn để tìm ra giải pháp áp dụng chúng trước khi trở nên lỗi thời. Thiên quan điềm báo có rắc rối trong công việc vì tuổi Dần chủ quan. Có vẻ bạn đang cố gắng ôm đồm mọi việc quá mức. Hãy nhớ rằng, sẽ không có gì phải xấu hổ nếu bạn có thể tìm kiếm cho mình một người cộng sự đồng hành trong những dự án và công việc hiện tại. Ngũ hành xung khắc cho thấy tình cảm lục đục chỉ vì xa mặt cách lòng. Bản mệnh đừng quên dành thêm thời gian trò chuyện và thư giãn cùng nửa kia để hâm nóng mối quan hệ cũng như thấu hiểu đối phương hơn nhé. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, hoài niệm quá khiến bạn lãng phí thời gian. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, vội vàng có thể để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, công sức được mọi người đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, bạn phải tìm ra lợi thế của mình ở đâu. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, buồn vì người khác chê bai điểm yếu. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 72, số 29, số 63. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình ngày mới gặp cục diện, Mão Thìn tương hại cho thấy cơ hội tốt xuất hiện nhưng nếu tuổi Mão không nhanh tay, chúng sẽ tuột khỏi tầm với của bạn. Nếu không thể tự mình thực hiện kế hoạch, bạn có thể tìm thêm đối tác. Tuy nhiên, bạn cần chọn người thật cẩn thận, đảm bảo là bên kia cũng cam kết gắn bó với cơ hội kinh doanh này như bạn. Người tuổi Mão hãy xác định lại mục tiêu trong sự nghiệp cá nhân trong ngày chính quan ghé thăm. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để bạn tiến xa hơn trong công việc. Bạn đừng quên học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực của mình, điều đó sẽ giúp ích cho bạn trong những trường hợp bất ngờ. Thổ, Mộc xung khắc đây không phải thời điểm tốt lành cho chuyện tình yêu. Bản mệnh trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nguyên nhân có thể do sự giảm sút thể lực của bạn. Không nên bắt tay vào một cuộc tình mới lúc này. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ quá thơ ngây dễ phạm sai lầm.
Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, chớ nên đổ lỗi do hoàn cảnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, hứng chịu búa rìu của dư luận. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tránh bàn luận việc chưa rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, giữ gìn sức khỏe, tránh va chạm tổn thương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 99, số 50. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Cục diện Thìn Thìn tự hình chỉ ra rằng công việc không quá khó khăn nhưng tuổi Tý cảm giác có thể bị đè bẹp vì khối lượng khổng lồ của nó. Đừng để sự căng thẳng đánh gục bạn. Hãy lên kế hoạch tỉ mỉ, đặt ra các mốc nhỏ để thực hiện thay vì chỉ lo lắng cho những mốc lớn. Một khi hoàn thành được các mốc nhỏ, sự tự tin sẽ giúp bạn hoàn thành các mốc lớn. Tỷ Kiên nhắc nhở ở khía cạnh nào tuổi Thìn cũng nên chú ý, cho dù đó là người mà bạn thân thiết, hãy cố gắng phân định rõ ràng, rành mạch giữa quyền lợi và trách nhiệm để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Rắc rối nhỏ về sức khỏe có thể trở nên trầm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, vì vậy hãy đi khám bác sĩ nếu bạn cảm thấy không ổn. Tránh đi xa hay tham gia các môn thể thao nguy hiểm để giảm nguy cơ tai nạn. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, nhất định phải giữ chọn chữ tín. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, không nên để chuyện bé xé ra to. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, may mắn không ghé thăm ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, chia sẻ với người thân để giải tỏa căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, chớ nên suy diễn khiến lòng buồn phiền thêm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 22, số 74, số 52. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tỷ Kiến xuất hiện trong vận trình ngày hôm nay của người tuổi Tỵ, báo hiệu người tuổi Tỵ luôn có chí hướng rõ ràng và quyết tâm bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch đã đặt ra từ trước, song bạn cần học cách lắng nghe lời khuyên hoặc chỉ dẫn của người khác. Nếu muốn con đường thăng tiến của mình giảm đi những phiền phức không đáng có, bạn cần thay đổi tính cách cứng đầu cứng cổ của mình. Cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc sẽ giúp bạn nhận ra nhiều vấn đề còn tồn tại. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với người thân để mọi người cùng nhau tháo gỡ. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, không ngại vất vả sẽ thu được thành quả đáng mừng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nên mở rộng các mối quan hệ với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tìm được cơ hội làm ăn hứa hẹn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đừng để người khác có cớ chê cười mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 18, số 99, số 46. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong công việc, dự án mà bạn tham gia với sự che chở của chính ấn. Dẫu lượng công việc có thể sẽ nhiều hơn lúc trước, nhưng năng lượng và năng suất làm việc của bạn sẽ cải thiện đáng kể. Vì vậy, hãy nắm bắt những cơ hội ngay khi chúng xuất hiện nhé. Thổ, hỏa tương sinh là dấu hiệu tốt cho việc cải thiện tình cảm của bạn và một nửa. Nếu có lỗi hãy chủ động xin lỗi vì cơ hội được chấp thuận rất cao. Người nào đang độc thân nên hẹn hò, gặp gỡ người khác giới nhiều hơn, bạn sớm thoát đời độc thân trong thời gian này. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nên đề phòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, bạn cảm nhận được sự trưởng thành. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tránh bàn tán chuyện của người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tài chính đang dần được cải thiện. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, những lo lắng đã dần lùi xa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 17, số 09, số 73. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Tị, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi đang ngổn ngang suy nghĩ, nhất là khi có người nói xấu sau lưng bạn. Lời khuyên chân thành dành cho bạn là đừng đặt nặng các tiêu chuẩn của xã hội và khắt khe với bản thân, hãy tự tin là chính mình, bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn. Bản mệnh nên nhớ rằng việc mình thì mình làm, đừng vì lời qua tiếng lại mà tốn thời gian suy nghĩ, buồn phiền. Đôi khi đúng sai cũng không quan trọng bằng việc bạn đã học được điều gì từ những việc bạn đang thực sự dấn thân. Người tuổi Mùi, nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Chính Bắc để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên để tình cảm cũ vương vấn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hãy minh bạch trong mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, bạn không thể kiểm soát được người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, suy nghĩ có phần viển vông, thiếu thực tế. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 21, số 36, số 52. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình ngày mới được cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tí Thìn che chở, giúp tuổi Thân đang độc thân nhận ra tình cảm chân thật của người khác giới và bạn đã sẵn sàng mở lòng ra với họ. Những cặp vợ chồng hôm nay cũng tìm được tiếng nói chung, cảm nhận được sự đồng điệu của hai tâm hồn. Thực thần mang lại năng lượng mới mẻ cho con giáp tuổi Thân. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có rất nhiều cách để bạn thu thập ý tưởng. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc mở rộng các mối quan hệ thông qua mạng xã hội. Trong ngày cũng có thổ kim tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh lúc này khá lý tưởng. Điều này đảm bảo cho bạn có thể lực tốt để theo đuổi những tham vọng trong cuộc sống của mình. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, biết cân bằng sự nghiệp và cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Thân
thuộc mệnh hỏa, không dễ lung lạc tinh thần. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, có thêm những kỷ niệm đẹp đẽ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, không nên thần tượng ai quá mức. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nên thể hiện sự tôn trọng đối phương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 99, số 08. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới, nhờ có lục hợp mà hôm nay con giáp tuổi Dậu có được cái đầu tỉnh táo trong việc đánh giá vấn đề. Nhờ sự đóng góp ý kiến của mọi người mà bạn có thể hoàn thiện được một kế hoạch đang dở dang. Thương quan có thể gây ra một số chuyện người tuổi Dậu cảm thấy thất vọng về bản thân. Đây cũng là thời điểm hoàn hảo để loại bỏ một vài thói quen xấu và trang hoàng lại không gian sống của chính mình. Sao bạn không thử tìm hiểu một vài phong cách sống tối giản xem sao nhỉ? Trong ngày có ngũ hành thìn thổ sinh cho Dậu Kim, mang lại niềm tin cho bản mệnh trong chuyện tình cảm. Có những hình mẫu giúp bạn tin vào mối quan hệ chân thành, đôi bên cùng giúp nhau tiến bộ. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, nên chia sẻ khó khăn với người thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, hãy nhẫn nhịn nếu cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, tránh việc tiêu xài quá hoang phí. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, không nên tham lam, vơ vét về mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, học hỏi được nhiều từ người khác. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 37, số 05, số 69. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, vàng. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày mới với người tuổi Tuất, để hạn chế tối thiểu sự tiêu cực của tương xung gây ra với các mối quan hệ đang có, bạn hãy tỏ ra thẳng thắn với người kia, tránh vòng vo suy đoán vì điều này chỉ khiến niềm tin bị xói mòn. Lúc này tốt nhất hãy tập trung vào những lĩnh vực khác của cuộc sống để dành chuyện tình yêu cho một thời điểm khác. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên, một vài thay đổi trong cảm xúc của tuổi Tuất sẽ xảy ra. Có thể bạn sẽ phải buông bỏ một số mối quan hệ, một thói quen hoặc cả những suy nghĩ, niềm tin tiêu cực. Vậy nên, hãy tìm đến sự giúp đỡ từ những người xung quanh nếu bạn đang cảm thấy bế tắc nhé. Thổ khí vượng có thể không tốt về khía cạnh sức khỏe, nhưng cũng là cái cớ phù hợp để bạn dành thời gian nhiều hơn cho việc nghỉ ngơi. Bạn đang rất cần sạc lại pin, vì thế đừng bỏ qua những tín hiệu không tốt của cơ thể. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, không nên phán xét bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tinh thần của bạn dễ lung lay. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hãy nói những lời yêu thương. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không nên tung hô ai quá mức. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hạn chế việc phạm sai lầm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 63, số 50. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, tím. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023
của tuổi Hợi. Xem tử vi cho thấy, thiên tài xuất hiện trong vận trình dự báo, có khoản tiền bất ngờ về túi của con giáp tuổi Hợi. Nhờ thế mà bạn có thể tạm thời thoát khỏi khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, để có giải pháp dài hơi hơn thì bạn nên thay đổi cách sử dụng tiền bạc của mình càng sớm càng tốt nếu không muốn rơi vào tình trạng xui rủi thêm lần nào nữa. Thổ thủy xung khắc cho thấy hôm nay tốc độ làm việc chậm lại, bạn cũng cảm thấy dễ mệt hơn bình thường. Nhất là nếu công việc đòi hỏi bạn phải làm nhiều giờ liên tục. Khuyên bản mệnh nên cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi trong lúc này. Trên phương tình cảm, những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và nghĩ đến người thân trước khi làm bất cứ việc gì. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, chỉ nên nói ra điều tích cực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, giữ gìn tiền nong cẩn thận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có nhiều tài lộc đổ về trong lúc này. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, sẵn sàng cho những thay đổi cần thiết. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 68, số 39, số 26. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, đen. Quý nhân phù trợ, Sửu, Mão, Thìn. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.